Yashmin. Ok. Thế thì chỉ có trà hoa nhài đúng không ạ? Chào nhà đúng Trà rồi. hoa nhài. Thế thì một một ấm trà cho em nhé. Được không ạ? Ok nhá, chuẩn luôn Ok. à. Choáng Ừ, dạ vâng à. Uống trà hoa nhài chắc là hàng ngày à. Sushi này nhé. Ừ, dạ vâng à, vâng món Ok. này nha. À chị ơi, cho em hỏi là chị bỏ túi này vào túi lạnh được không ạ? À? Có thịt ở bên trong. Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhá. Đợi một tí rồi uống nhé. Dạ, vâng ạ. Một tí là bao nhiêu ạ? À? 2 phút được không ạ? 5 phút à? 2 phút, 3 phút à? Vâng. Ờ. Em xin nhá. Chào em nhá. Em có trà xanh không ạ? À? Trà xanh. Có ạ? À? Thế thì một ấm trà. Một ấm trà. Ở đây, ở đây. Đấy luôn ạ. Ừ, chuẩn luôn ạ. Em xin nhá. Thả thứ cho anh nhá, anh nói tiếng Slovak không được mà. Thế thì là Ba Lan à? Ở đâu à? Anh cũng sống ở Hà Nội. Ngã tư sở Thái Thịnh. Là quán à? Là tên quán. Đường là lắm. Đi đường Không biết anh à? sống ở đâu? Châu Quỳ. Ở đâu? With À, Gia Lâm. Gia Lam là Châu Quỳ, có Châu Quỳ, quán Châu Quỳ ở đây à? Thế thì xa trung tâm, xa Ê, thành phố của em ê, không? đúng rồi à, là đúng rồi, xa xa trung tâm không phải là ở ra trung tâm thành phố à. À, nhưng mà anh luôn luôn nói là đây là Hà Nội, nhưng mà tất cả người Việt Nam nói là ở đây là không phải là Hà Nội đâu. À, thì cũng được. Sao anh lại biết được tiếng Việt? Tại em tự học. Bạn học tiếng Việt thì tự học thôi. À, bởi vì không có ai hiểu anh trong vòng năm đầu tiên, không có ai đâu. Ví dụ như là đi ra ngoài và muốn mua bánh mì, nhưng mà nói là cô cho cháu, không phải là cho cháu bánh mì, cái gì bánh mì, thế thì không có ai hiểu luôn. Nhưng mà đây là cho rất nhiều người, đây là không phải là bình thường, rất là kỳ cục. Nhưng mà nói anh đã nói chuyện một mình với bản thân, đây là kỳ cục biết rồi. Nhưng mà bắt khi mà bắt học tiếng Việt thì không có ai muốn nói chuyện với anh. Nhưng mà tí nữa bây giờ nhá, có rất nhiều bạn bè ở Việt Nam ạ. Đúng rồi, nhưng mà khi mà bạn học thì phải học một mí thôi. Nhưng tiếng Việt của anh giỏi thì em hiểu đấy. Cho em một nêm cuống Nem à? Dạ. Để luôn à? Bằng bằng thế à? Ăn ở đây hay là Dạ, dạ, đúng rồi. ăn đây? Để luôn. Một cái hay là một thế thì một bữa bao nhiêu cái á? Một cái là một đồng, một euro, 1,5 euro. Thế ba cái á? Ba cái Ba là cái được 4 không đồng ạ? 2, số Thế là 16. ai chà chà 4 đồng 2, số 16, ba cái. thế thì ở bên phải á là ba cái à, đúng không ạ? Đây đây, cái đúng dạ rồi, cái dạ là 16. thứ hai à? Thế thì ba cái là Ba thứ cái hai, nhá. bữa thứ hai à? Món ăn thứ hai à? Và cái gì nữa? Một cốc nước, với một cốc nước, cốc Cốc nước nước à? à? Dạ. Nước trắng hay là nước chanh? Trắng à, trắng à? Nước dạ trắng. dạ nước trắng. Trắng còn tinh tinh. Thế thôi à? 4 đồng 2, 4 euro 2. Dạ, Thế bằng thế. giá cả hả? À, chà chà, tại sao mà không có trà xanh ở đây à? Chà Sao người chà, ta không biết uống? người Slovak không không uống trà xanh đúng không ạ? Chỉ cà phê thôi à, đúng không ạ? Có số chưa? Ê, có mà. Có mấy Rõ, là 11 à? À, thế rồi đúng không ạ? Không cần cái này à? Lấy cái này với cái thịt bò này. À dạ, thế thì đôi ở đây à? Không, À lấy là cốc sao ạ? nước. Dạ. Thế chú ơi, cho cháu hỏi à? Có trà xanh ở đây đúng không ạ? Đúng rồi. Thế nhưng mà có thể mua trà xanh ở đây à? Một cốc trà xanh ở đây được không ạ? À không, không bán. Không, không có à? Không, à, phá không được đúng không ạ? Không, không. Dạ. Thì có Dạ. Ôi, chà, dạ, dạ, vâng ạ. À. Chào công chú nhá. Sao em biết tiếng Việt? Cái gì nhỉ? Đúng rồi, hả bảo là trước đây cháu sống ở Việt Nam.
Ở Hà Nội. Dạ. Nhưng mà bây giờ ở đây à? Là nhưng mà chắc là đầu năm sau quay về Việt Nam. Dạ. Chờ tí. Dạ, dân dã nhá. Dạ, chào công chúa nhá. Không phải, bình thường. chào chị. Chà. Cái gì cần biết thì phải biết. Là tiếng Việt. No, không phải là đùa thôi. Là sự thật là trước đây em sống ở Việt Nam. Dạ, đúng rồi. Là chị là người Hà Nội à? Ê, chị là người Hà Nội à? Chị sống ở đâu à? À, không phải là à, Hồ Chí Minh, à, miền Nam à. Dạ. Ai chờ chờ, đến Sài Gòn, đến Hồ Chí Minh chỉ một lần thôi. Nhưng mà chắc là ở lại một tuần. Thế em có vào miền Nam không? Đúng rồi, khi gì nhà vào miền Nam rồi. Nhưng mà là chỗ đầu tiên của em ở châu Á là Sài Gòn. Là đúng rồi, là bay Sài Gòn và sau này đến Đà Nẵng và đi lên Hà Nội. À, đi Đà Nẵng. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ở lại Đà Nẵng chắc là hai tuần thôi. Đẹp à? Có nhiều cảnh đẹp. Thế nhưng mà là view gần rất là khác nhau. Là có nhiều hình ảnh ở trên mạng phát khe, đúng không ạ? Ê, đến rồi ạ. Dạ, vâng ạ. Anh chỉ muốn chắc là trà phổ biến à? Có không ạ? À? Nhưng mà không phải là chè, không phải là trà xanh. Uống trà xanh thì đi ngủ không được. À, em có chứ. Vì, có trà... Thế không được mà. Kiểu như vâng. Có trà hoa quả này. Hoa sen à? Không phải hoa sen. Kiểu quả khô ấy. Như kiểu nho hay là quả khô là dry fruits. Yeah, đúng rồi, biết khô quả quả khô. Nhưng mà quả khô gì à? Nó kiểu mix. À, mix mà. Dạ. Yeah. Thập cẩm à? Vâng, thập cẩm. Vâng. Hoặc là trà đen. Không có trà đen. Trà đen. Là... Thế thì trà đen à? Trà đen à? Vâng. Ngủ rồi đúng không? Dark tea. Ở trên thì dark trà, black trà. Anh đi, nói, đi em thấy anh nói giỏi. Ờ, chưa rồi. Là... Thích đi xung quanh và nói với người Việt Nam. Đi khi gì nhà? Chắc là 10 phút trước đi chỗ khác à? Cùng quan Việt Nam. Nhưng mà người sợ quá. Chắc là có lẽ anh nghĩ là tại sao mà người nước ngoài này nói tiếng Việt. Nhưng mà trong quá khứ sống ở Hà Nội. Ủa, anh sống ở Hà Nội. Và có nhiều bạn bè Việt Nam. Và anh sống mấy năm ở Hà Nội? Hai năm rưỡi. Và thỉnh thoảng là cái gì nhỉ? Đi chơi và làm việc một lúc. Nhưng mà thỉnh thoảng khi mà nói chuyện với người Việt Nam thì người Việt Nam có mặt kiểu như là nhìn con ma. À, không phải đâu. Là... người ngạc nhiên đấy. Đúng rồi, ngạc nhiên. Tại sao anh... Vâng. Đấy.